30 năm nỗ lực kiến tạo phù hợp với vị trí, địa hình, tiềm năng sẵn có, theo định hướng, quy hoạch, kỳ vọng của Trung ương, của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và bằng tất cả tâm sức, niềm tin của đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn. Huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, không ngừng lan tỏa vị thế cửa ngõ giao thương, trung tâm công nghiệp, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Gánh vác hai trong bốn trụ cột kinh tế của tỉnh, Phú Mỹ đang từng bước thực hiện lộ trình trở thành thành phố công nghiệp, cảng biển đầu tiên ở Đông Nam Bộ, cũng góp phần hiện thực mục tiêu đưa Bà Rịa Vũng Tàu trở thành trung tâm công nghiệp Đông Nam Bộ, trung tâm kinh tế biển quốc gia, trung tâm dịch vụ hàng hải Đông Nam Á, trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế. 30 năm xây dựng phát triển huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, sẽ được khắc họa qua chương trình lễ kỷ niệm và giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Kiến tạo và kết nối. Tham gia khắc họa chương trình có các nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, Nguyễn Phi Hùng, Lê Thu Uyên, Đinh Tuấn Anh, Trâm Oanh, Dương Minh Ngọc, nhóm Minacopen, Phú Đoàn Siwin. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, và đón nhận huân chương lao động hạng nhất được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thị xã Phú Mỹ và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2024. Mời quý vị cùng tham hoa cảm xúc với những dấu ấn về vùng đất đã và đang thấm đậm biết bao máu xương, tâm sức kiến tạo, kết nối.